Rồi chào các bạn. Thì hôm nay mình gặp cái men Asus của bạn Khang ở Cà Mau nè. Thì bữa hổm bạn nói là cái men này nó kích nguồn gắn điện vô là nó tự quay quạt. Thì kích nguồn thì vẫn chạy bình thường. Thì cái bệnh mà quay quạt đó thì nó lỗi ngay chỗ này ha. Đây, mình thấy cái gì, chỗ này không? Rồi cái con chở này ha, 220. Thì đây, đây trên sơ đồ nó nè. XM1MC 1.0. Thì đây là con IO. Ở đây nó có con OGN6 nè, nó có đường bê tông nè ha. Thì nó lỗi là cái mấu chốt nó là lỗi ngay chỗ này ha. Nó chạm chập gì đó nó tự kích ha. Nó không phải là gọi là tự kích nữa mà gắn điện vô là nó quay quạt, mình kích nguồn thì nó vẫn chạy đó. Thì cái bệnh nó chủ yếu là ngay con này OGN6, thì nó có mấy cái đường rồi bê tông rồi power ok rồi reset gì nhiều ha. Thì mốt bạn có gặp mà mấy cái men dạng gì nè cắm nguồn vô thì bạn thay con này, mà con này khó kiếm ha, con 220 nè, mình lục cả đống men mới có được một con duy nhất ha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cái bệnh của cái Asus này, nó chỉ có bệnh vậy thôi. Rồi thì với lại cái men AMD của bạn Khang nữa nè, thì ngoài con IO nó gỉ ra rồi thì nó cháy ở trên khu vực này nè ha, mới vừa xả ra nè, để coi mình có xử lý được nó không. Vậy thì hôm nay mình thì chia sẻ cho các bạn về căn bệnh lặt vặt vậy thôi. Rồi thì chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn.